Hôn nhân đổ vỡ vì phát hiện vợ là gái già muộn chồng Từng có một đôi vợ, nhưng khi biết bà lành là gái muộn chồng, ông Ngọc dần xa cách và đòi ly hôn sau 30 năm. Ông Ngọc từng công tác tại phòng thống kê của một huyện tỉnh Bắc Cạn đã trải qua một lần hôn nhân. 30 năm trước, qua giới thiệu, ông gặp bà lành, hai người dọn về ở chung với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi sống chung, ông bà được cơ quan cấp cho một mảnh đất, hai vợ chồng đã dựng một căn nhà ba gian lợp mái cọ. Một năm sau, bà lành sinh cho chồng một bé gái khấu khỉnh, nhưng cuộc sống giữa hai người dần có những mâu thuẫn. Nguyên do ông Ngọc khi đó phát hiện vợ là gái già muộn chồng, không thành thật và không hòa hợp về tính cách. Cùng thời gian này, ông Ngọc bị mất việc nên tình cảm giữa hai người ngày càng bị rạn nứt. Năm 1998, ông sinh vào làm công nhân ở một xưởng trúc, công việc thường xuyên phải xa nhà cùng với đường xá đi lại khó khăn, nơi nông ít về thăm vợ con. Ông nghe thiên hạ đồn, thời gian mình đi vắng vợ có quan hệ tình cảm bất chính với một người khác nên có con thứ hai. Những biến cố này khiến ông thêm buồn chán và càng ít đi lại chăm sóc gia đình. Theo ông, mối quan hệ vợ chồng trầm trọng kéo dài từ năm 2013 sau khi hai người sống ly thân. Cả ông và bà đều xây dựng nhà riêng trên mảnh đất được nhà nước cấp trước đó. Dù sớm tối ra vào đều nhìn thấy nhau, song hai bên giống như những người xa lạ. Nay ông xác định không thể tiếp tục chung sống nên làm đơn đề nghị tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn giải quyết cho mình được ly hôn với bà Lành sau 30 năm. Cùng với đó ông chỉ thừa nhận có một con chung với bà Lành. Trong các buổi hòa giải tại phiên tòa, bà Lành phản bác những lời tố cáo ngoài tên của chồng. Mặc dù ông Ngọc không công nhận đứa con thứ hai là của mình, song bà khẳng định không có quan hệ bất chính với ai. Thiếu phụ này cho hay khi đến với ông đã biết chồng có một đôi vợ, sau bà vẫn tự nguyện chung sống. Tuy nhiên, ngay khi dọn về ở chung với nhau, bà phát hiện chồng có tính keo kiệt và thường thường cản chân hà cản tay với vợ vì con bà phải cam chịu sống qua ngày. Theo bà, năm 2011 sau nhiều năm thoát ẩn thoát hiện, ông về chung sống với gia đình nhưng tính cách đó không thay đổi. Bà thừa nhận hai người ly thân từ năm 2013 sau khi tự bà làm nhà ra ở riêng vì mối quan hệ vợ chồng rạn nứt. Nay con cái đều đã trưởng thành nên bà chấp nhận ly hôn. Bà phủ nhận việc ông cho rằng mảnh đất là của mình. Thiếu phụ cho hay, trong nhiều năm ông không có ở, bà đã phải quản lý sử dụng và nộp thuế đất hàng năm. Mảnh đất đó nhà nước cấp cho hộ gia đình chứ không phải là cá nhân ông ấy, bà trên bày. Bản thân bà cũng phải vay mượn tiền của ngân hàng để tu sửa, xây tường bao quanh khu đất được cấp. Sau khi xem xét lời khai giữa các đơn sự, Tòa án Nhân dân huyện Chợ Đồn nhận thấy không thể cứu vãn nên không công nhận quan hệ vợ chồng giữa ông Ngọc và Ba Lanh. Tòa cũng chỉ chấp nhận một phần đề nghị chia tài sản của Ba Lanh. Bước ra từ khách sạn, bố là người trước tiếng gọi của con gái 4 tuổi. Nhìn thấy chồng và người tình tay trong tay bước ra từ khách sạn, chị Kiều hét lên, lao đến để đánh ghen. Tuy nhiên tiếng gọi của con gái 4 tuổi phía sau đã khiến chị sững lại. Trò chuyện với phóng viên về khoảng thời gian 13 năm làm công việc của một thám tử tư, anh Phạm Việt Hưng, sinh năm 1983 cho biết đã có nhiều người tìm đến anh vì muốn điều tra chuyện của vợ chồng. Tuy nhiên anh Hưng chia sẻ, trong mỗi vụ việc, người khiến các anh bất ngờ không phải là kẻ ngoại tình mà là cách ứng xử của người vợ hoặc chồng bị tổn thương. Anh Hưng kể, anh có một vị khách tên Kiều sinh năm 1981, thời điểm gặp tôi chị ấy đang mang bầu được 6 tháng. Hai ngón tay của chị bị gãy, một bên má thâm tím và nghe nói chị ấy vừa đi làm lại răng. Tất cả những chấn thương này đều do anh Đạt, người chồng đầu ấp tay gối với chị gây ra. Tuy nhiên, điều khiến tôi rất ngạc nhiên là khi kể về người chồng và những trận đòn roi để lại đầy thương tích, chị Kiều không hề bị kích động. Chị kể chầm rãi và rõ ràng, chỉ đến khi nói về trận đánh khiến chị mất đi đứa con đầu lòng mới 7 tháng tuổi còn chưa kịp chào đời thì chị mới bực khóc. Anh Hưng nói, theo lời chị Kiều, hai anh chị quen nhau và yêu nhau khi đều là sinh viên, ra trường nhờ bề thế và các mối quan hệ của gia đình. Chị Kiều được nhận vào làm ở một ngân hàng lớn, trong khi đó gia đình anh đạt nghèo bố mẹ đều là nông dân học lực của anh cũng không xuất sắc vì vậy nhiều năm sau khi ra trường anh đạt vẫn chưa ổn định được công việc thương người yêu và lo cho tương lai của mình chị kiều nhờ bố mẹ giới thiệu công việc cho anh đạt một thời gian sau thì đám cưới của họ diễn ra sau đám cưới như có đòn bẩy là gia thế khủng của nhà vợ lại thêm tài ăn nói sự nghiệp của anh đạt lên như diều gặp gió Tuy nhiên khi đã có chỗ đứng trong nghề, anh Đạt mới bộc lộ thói trăng hoa. Nhiều lần chị Kiều nhắc nhở, nhưng vì không có bằng chứng nên anh Đạt xuống tay đánh chị không thương tiếc. Làng này, chị Kiều quyết định tìm gặp thám tử nhờ thám tử điều tra, thu thập chứng cứ để anh Đạt hết đường chối cãi. Sau cuộc gặp gỡ với chị Kiều ngày hôm đó, anh Đạt và các nhân viên bắt tay vào làm việc. Hợp đồng chúng tôi ký với khách hàng là trong một tuần. Tuy nhiên, mới ngày thứ ba, chúng tôi đã phát hiện anh Đạt đi taxi đến một khách sạn trên đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Anh Hưng cho biết, ngay sau đó vị thám tử tư này đã điện thoại thông báo cho chị Kiều. Không giữ được bình tĩnh, chị Kiều đã bắt taxi và chạy thẳng đến khách sạn. Tuy nhiên, vì không còn ai ở nhà, nên chị Kiều không đi một mình mà bắt đất dĩ phải mang theo cô con gái đầu lòng 4 tuổi. Anh Hưng kể tiếp cũng theo anh Hưng đến cổng khách sạn vì không thể vào bên trong tìm cũng không biết anh Đạt đi cùng ai nên nhóm thám tử đã khuyên chị Kiều đứng chờ tuy nhiên khoảng 15 phút sau trời đổ mưa cả nhóm bao gồm hai thám tử và hai mẹ con chị Kiều đứng ghé vào mái hiên của một gia đình nằm đối diện với khách sạn để trú mưa họ đứng suốt 45 phút trời vẫn mưa tầm tã lúc này chị Kiều thấy người chủ nhà ra mở cửa rối rít hỏi han Lo lắng cho cô vợ vừa đi mưa về thì chảy nước mắt, tuy nhiên chị ấy nhanh chóng lau đi vì sợ cô con gái bắt gặp. Sau đó mưa bắt đầu ngớt thì cũng là lúc anh Đạt bước ra khỏi cửa khách sạn, lần này anh Đạt không đi một mình mà đi cùng một cô gái trẻ. Nhóm bảo vệ của khách sạn gọi cho hai người một chiếc taxi, lúc taxi đến, một tay anh Đạt nắm tay cô gái, tay còn lại anh cầm ô che chắn cho người tình nhìn thấy cảnh đó chị kiều hét lên rồi vội vã lao về phía người chồng đứa nhỏ không để ý đến thái độ của mẹ nhìn thấy bố nên cháu hò reo mừng rỡ rồi chạy đến ôm chân bố chúng tôi cũng phải chạy theo để đề phòng trường hợp chị kiều quá bức xúc mà làm điều dại dột sau này nghe chị kiều kể lại chúng tôi mới biết hôm đó chị rất sốc khi nhìn thấy chồng chăm cho người tình chị đã định lao đến để đánh ghen Tuy nhiên tiếng gọi bố và sau đó là hành động ôm bố của cô con gái đã khiến chị đứng sững lại, thám tử Hưng cho biết. Tiếp đến chị đưa con lên taxi rồi cùng chồng và nhân tình trở về nhà. Trên xe chị giới thiệu với con về cô gái đi cùng bố, chị nhận cô là bạn của gia đình và bảo con mời cô về nhà ăn uống. Đứa trẻ vui vẻ liên thoáng kể với bố về những món ăn ngon mà hai mẹ con đã làm và phần bố trong lúc bố bận đi làm. Con bé còn gọi bố là người bố đáng yêu nhất thế giới khiến anh Đạt ngượng chín mặt. Cô gái đi cùng thấy gia đình họ hạnh phúc, lại thấy thái độ của chị Kiều rất bình tĩnh nên sợ hãi xin xuống dọc đường. Từ đó chị Kiều không thấy sự xuất hiện của cô gái này trong lịch trình của anh Đạt nữa. Anh Đạt cũng vì quá sợ trước phản ứng lạ của vợ, lại sợ bị con phát hiện tật xấu của mình nên đã từ bỏ thói trăng hoa. Lại thêm một cặp đôi cô dâu chín ít và chú rể phi công 2K khiến dân mạng náo loạn. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện đám cưới của những cặp đôi đủ lệch về tuổi tác. Điều đáng chú ý là chú rể không chỉ ít tuổi hơn cô dâu mà thậm chí còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật quy định. Khi lễ thành hôn của một cặp đôi cô dâu được cho là sinh năm 1990, kết hôn cùng chú rể sinh năm 2000 ở Tiền Giang, còn chưa hết hót thì dân mạng lại một lần được fan xôn xao với đám cưới của cặp đôi tương tự. Cộng đồng mạng đang xôn xao không ngừng chia sẻ những hình ảnh về lễ đón dâu của một cặp đôi trẻ. Theo những gì người đăng tải hình ảnh này lên mạng xã hội cho biết, thì rất có thể cô dâu sinh năm 1996, trong khi đó chú rể là chỉ mới 16 tuổi sinh năm 2001. Dân mạng không ngừng xôn xao về đám cưới của cặp đôi chú rể được cho là sinh năm 2001, và cô dâu sinh năm 1996. Nhiều người tỏ vẻ khá bất ngờ nếu thông tin trên đúng là thật thì chú rể còn đang ở tuổi cấp sách đến trường mà gia đình vẫn đồng ý cho con tiến hành đám cưới thì quả là khó hiểu. Cặp đôi khuôn mặt còn rất trẻ nhưng đã khoác trên mình chiếc váy cưới và bộ vét chú rể khiến dân mạng vừa giận vừa thương. Đặc biệt là ngoại hình nhỏ bé chẳng khác nào học sinh cấp 2 của chú rể còn thấp hơn cô dâu nửa cái đầu. Họ lo lắng về tương lai của cặp đôi trẻ khi cả hai đều chưa đủ trưởng thành để có thể gánh vác trách nhiệm cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng có thể chú rể không thật sự sinh năm 2001 như mọi người lầm tưởng, ngoại hình của họ có chênh lệch nhưng chú rể đã đủ tuổi kết hôn thật sự thì nên chúc phúc cho cặp đôi này, cho dù chưa rõ thực hư sự việc. Nhưng hiện những hình ảnh và thông tin cụ thể về đám cưới của cặp đôi cô dâu chính ích và chú rể 2K vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất về cặp đôi này khi đã được xác minh cụ thể.